5 vật phẩm quan trọng trên bàn thờ gia tiên không thể thiếu trong ngày Tết. Vật phẩm thứ 5 thì dành cho giới siêu giàu mà ít ai biết. Vâng, chào anh chị, tôi là Tam Gốm Sứ với 24 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đồ thờ, đồ phong thủy. Tôi đã giúp được hàng trăm đại lý cũng như là hàng ngàn khách hàng có được bàn thờ gia tiên chuẩn phong thủy. Hôm nay thì tôi muốn chia sẻ với anh chị về 5 vật phẩm phong thủy, 5 vật phẩm quan trọng trên bàn thờ gia tiên để trưng bày ngày Tết, để trưng bày ngày Tết giúp cho bạn có được cuộc sống bình an, thanh tịnh. Khi mà thân tâm trí, tức là tâm tịnh trí minh lực cường, thì cái việc thờ cúng sẽ giúp cho mình có được một tâm tịnh bình an anh chị em nhé. Và tâm đã bình an rồi thì trí sẽ minh mẫn và lực là sức khỏe sẽ cường tráng. Và không để các bạn chờ đợi lâu, các bạn hãy dừng lại một chút, follow sub kênh này, đánh sub like và chia sẻ để những người bạn của bạn có được cái điều tuyệt vời này, có được kiến thức thờ cúng để giúp cho bạn sang một năm mới và có sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Gia đình thì luôn gặp được nhiều niềm vui cũng như là trong cuộc sống thành công anh chị em nhé. Và không để anh chị chờ đợi đâu, tôi xin chia sẻ với chị em luôn. Trước tiên chúng ta phải hiểu tại sao 5 vật phẩm này lại là quan trọng trong ngày Tết. Vậy thì ngày thường sao ạ? Ngày thường có quan trọng không ạ? Ngày thường rất quan trọng rồi đúng không anh chị em? Nhưng mà ngày Tết thì nó cực kỳ quan trọng, bởi vì ngày Tết là ngày để chúng ta thể hiện lòng thành kính với ông bà tổ tiên, với những người đã khuất, là cái lúc để chúng ta báo hiếu anh chị em nhé. Vì vậy mà tôi muốn chia sẻ anh chị để hiểu được rằng 5 vật phẩm này nó quan trọng như thế nào và tại sao lại góp phần quan trọng như thế. Và ở video này tôi chia sẻ với bạn hoàn toàn là tự nhiên và chất lượng và tại trên chính bàn thờ gia tiên nhà tôi nha, gia đình nhà tôi nha. Và đây là cũng là một cái bàn thờ kiểu mẫu chuẩn phong thủy. Chuẩn phong thủy gồm có như thế nào thì bạn hãy xem video trước. Những video trước tôi đã nói các bạn gõ là chuẩn phong thủy ngũ hành, tức là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, thì ở đây đều đầy đủ cả. Ở video này thì tôi không chia sẻ lại điều đó nữa, nhưng tôi muốn chia sẻ với anh chị rằng vật phẩm nào là quan trọng. Bởi vì trên một bàn thờ nó có nhiều vật phẩm như thế này thì vật phẩm nào là vật phẩm quan trọng, phải không anh chị em? Vâng, đúng rồi ạ. Rất là cảm ơn anh chị em. Thứ nhất là chiếc mâm bồng hay còn gọi là mâm quả. Thông thường thì mâm quả người ta có 3 sự lựa chọn. Đó là mâm quả làm bằng sứ là một, bằng gỗ, bằng đồng. Nhưng mà theo lời khuyên của tôi và bằng cái kinh nghiệm trải nghiệm của mình thì mâm bồng bằng sứ là dễ dùng và tiện lợi nhất anh chị em nha. Bằng sứ nha. Đó. Mâm bồng là vật phẩm quan trọng nhất, đứng thứ đầu tiên. Ngày Tết này hay làm mâm ngũ quả thì có thể gia đình nào mà thắp một bát hương thì một mâm bồng, còn nếu ba thì chúng ta dùng ba mâm bồng nha. Bây giờ thì có bằng nhựa, bằng phíp nữa, nhưng mà tôi khuyên nên dùng bằng sứ anh chị em nha. Vật phẩm thứ hai chính là lọ hoa đi chị ạ. Đây lọ hoa. Lọ hoa đó là thứ hai. Lọ hoa thì người ta thường dùng bằng sứ, nó đẹp sáng bóng thời gian. Có thể là một đôi hoặc hai đôi, bởi vì ngày thường chúng ta chỉ cần dùng một đôi cắm hoa như thế này thôi. Nhưng ngày Tết thì sẽ thêm một đôi nữa để cắm đào. Rồi cắm hoa dơ lên chị em nhé. Và đó là vật phẩm thứ hai. Vật phẩm thứ ba chính là ống hương. Ngày Tết thì chúng ta thường dùng ống hương, dùng ống hương để cắm hương, vì Tết là thắp hương liên tục nên là ống hương chúng ta sẽ có sự chuẩn bị để mà luôn luôn sẵn sàng ngày Tết không đi mua chị em nhé. Và vật phẩm thứ tư chính là đèn thờ anh chị em ạ. Đèn thờ như tôi đã chia sẻ video trước, đó là có loại đèn dầu, tức là thắp bằng dầu, và nữa là thắp bằng điện anh chị em nha. Bằng điện như thế kia ạ. Đắp bằng điện thì thường cũng là dùng một đôi, lên dùng một đôi. Bàn thờ mà không bị giới hạn thì chúng ta lên dùng một đôi, rất là cân đối. Và vật phẩm quan trọng thứ tư mà chỉ dành cho giới nhà giàu. Đấy. Còn nếu như bạn mà đã có bộ này, tức là gia đình nhà bạn giàu rồi đấy. Giàu nó đơn giản thôi. Đây chính là bộ ngũ hành, ngũ sự bằng đồng. Ngũ sự bằng đồng đấy. Đỉnh
hạc lến. Đó, bởi vì có những nhà mới lên thì chúng ta cũng chưa cần phải đầy đủ này đâu, nhưng khi mà chúng ta đầy đủ gọi là có đầy đủ một chút rồi thì chúng ta lên một bộ ngũ sự bằng đồng như này chị em nhé. Và nếu như bạn còn có cái vật phẩm nào theo bạn là quan trọng nữa thì bạn hãy để lại phần comment để chúng ta cùng nhau bàn thảo, để chúng ta có được cái điều tốt nhất dành cho những người khách hàng thân yêu của mình. Và để tăng thêm trải nghiệm thì anh chị em hãy để lại phần comment chia sẻ thêm những vật phẩm nào theo anh chị là quan trọng. Bởi vì mỗi một người sẽ có một cái niềm tin khác nhau, cái sự quan trọng sẽ được ưu tiên khác nhau. Nhưng đó là tầm nhìn của tôi. Nếu có gì anh chị hãy để lại comment để chúng ta cùng nhau tương tác cũng như là cùng nhau kết nối anh chị em nha. Cảm ơn anh chị đã xem video của kênh Gốm Sứ Tam Hợp.